Thưa quý vị, trên các tuyến biên giới của đất nước vẫn còn nhiều nơi mà cơ sở vật chất y tế, điều kiện chăm sóc sức khỏe của nhân dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ở đó, công tác kết hợp quân dân y đóng vai trò quan trọng, được coi là cánh tay nối dài của ngành y tế địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày Biên phòng Toàn dân, mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi theo dõi những việc làm tuy giản dị nhưng luôn giành được sự tin tưởng, tình cảm yêu mến của nhân dân trên địa bàn, của những người lính quân y tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dù sinh sống và làm việc ở thành phố Huế, cách xã biên giới biển Vinh Hiền hơn 40 km, song hơn 15 năm qua, cuối tuần nào bác sĩ Châu Văn Thức cũng có mặt ở phòng khám này để khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con nhân dân. Điều khiến ai cũng nể phục và yêu mến là bác sĩ Thức làm việc này hoàn toàn tự nguyện và miễn phí. Gắn bó với vùng đất biên giới biển ngay sau khi tốt nghiệp ngành y, bác sĩ Thức thấu hiểu những khó khăn vất vả của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe ở nơi mà cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Đó là động lực thôi thúc ông thực hiện sứ mệnh cao quý của người thầy thuốc, phục vụ nhân dân mà không mưu cầu lợi ích. Khi ra trường là tôi nhận công tác tại trạm y tế xã Vinh Hiền. Sau 18 năm thì tôi được chuyển lên trung tâm kiểm soát bệnh tật. Thì với cơ duyên gặp được Hội Chữ Thập Đỏ thì thấy cái việc làm mình có ý nghĩa, thì tôi gắn bó đến đây là 15 năm. Có thể thì quãng đường vất vả nhưng mà trong lòng mình làm thiện nguyện thì thấy cũng bình thường. Không trực tiếp khám chữa bệnh cho bà con nhân dân, song Hội Chữ Thập Đỏ xã Vinh Hiền chính là những người đặt nền móng cho sự ra đời của phòng khám. Ông Thái Quang Tuyên, Chủ tịch Hội, là người gây dựng phòng khám từ những ngày đầu tiên. Dù tuổi đã cao, ông vẫn cần mẫn làm công việc điều hành hoạt động phòng khám chữa bệnh ở đây, kết nối bà con nhân dân với các y bác sĩ. Bà con ở đây thì họ thấy cảm thấy cái niềm tin, đặt cái niềm tin vào ở Hội Chữ Thập Đỏ đây. Mặc dù Hội Chữ Thập Đỏ là không phải cơ quan của nhà nước, y tế của là chăm sóc cho bà con, nhưng mà con ở đây là làm công tác thiện nguyện, từ thiện, vận động các cái nguồn lực về vấn đề tài chính là duy trì để chăm sóc cho bà con. Các bác sĩ ở đây rất tận tình giúp đỡ cho dân và dân rất là phấn khởi vì nằm vùng sâu vùng xa rất khó khăn. Xin trân trọng cảm ơn. Dù vất vả, bận rộn với nhiều nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, nhiều năm qua, đồn biên phòng Vinh Hiền vẫn luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Hội Chữ Thập Đỏ của xã, duy trì có hiệu quả phòng khám nghĩa tình này. Đơn vị phân công cán bộ nhân viên quân y trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con nhân dân, đồng thời tham mưu với cấp trên, dành tặng nguồn thuốc, vật tư y tế cho phòng khám, thắt chặt thêm tình cảm quân dân gắn kết trên địa bàn. Đối với các hộ gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn, quân y đồn biên phòng Vinh Hiền thường xuyên tới tận nhà thăm khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Những việc làm tuy giản dị nhưng luôn giành được sự tin tưởng, tình cảm yêu mến của nhân dân trên địa bàn. Công tác chăm sóc sức khỏe cho những đồng bào, bà con, chính sách khu vực ấy thì cũng thường xuyên được sự chỉ đạo của ban chỉ huy đơn vị. Trong lúc bà con đau ốm có nhu cầu kiểm tra sức khỏe ban đầu là quân y đồn vẫn thường xuyên có mặt kể cả ngày và đêm. Dù là quân y hay dân y, những người thầy thuốc vẫn luôn hướng về dân, hết lòng hết sức với công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Giá xăng từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 tại thị trường trong nước tăng thêm 509 đến 547 đồng một lít và đẩy giá xăng dầu lên mức kỷ lục mới. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của các doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp vừa phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19, vừa phải cộng thêm chi phí khi mà giá xăng dầu liên tục tăng cao. Trung bình xăng dầu chiếm khoảng 3,5% chi phí sản xuất. Riêng đối với doanh nghiệp vận tải, chi phí xăng dầu chiếm tới 35-40% chi phí hoạt động. Khi điều chỉnh giá xăng dầu ngày 1 tháng 3 là lần thứ 3 liên tiếp tính từ đầu năm, xăng dầu được điều chỉnh tăng giá. Điều này gây thêm áp lực cho các doanh nghiệp khi đang bước vào giai đoạn dồn lực để hoạt động trở lại hoặc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đầu tiên thì giá xăng dầu ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển hàng hóa và chi phí cho nguyên vật liệu. Thứ hai thì các chi phí chăm lo đời sống của công nhân viên, từ chi phí ăn uống hay các chi phí để duy trì sinh hoạt tại công ty thì cũng ít nhiều tăng lên. Việc tăng giá xăng dầu thì chắc chắn là ảnh hưởng cũng rất là nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Trước tình hình giá xăng trên thế giới có xu hướng tiếp tục tăng cao, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ về phương án điều chỉnh chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Nếu thuế phí của mặt hàng này giảm, sẽ giúp các doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí, tập trung nguồn lực để phục hồi và phát triển.